kênh giao thông nước Việt, kênh chuyên reaction về những tình huống giao thông được camera giao thông ghi lại. Hy vọng mọi người sau khi xem xong video sẽ có được những phút giây giải trí thư giãn, từ đó tham gia giao thông an toàn hơn. Tình huống đầu tiên, bác Honda CR-V che biển kiểu gì mà khéo thế? Ăn đủ, được của nó đấy. Ơi em, ui, nhạc hay đấy. Kinh kịch kinh kịch kinh kịch, hey. Kinh kịch kinh kịch, hey. Kinh kịch kinh kịch, hey. Đi vậy. Ôi ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Bà cô đi xe máy cực ngáo ngơ, bà này tạt đầu xe công có gắn cam hành trình luôn, em mời các bác đón xem nha. Bác xe con màu trắng xi nhan bên phải, bất ngờ quay xe, rẽ trái luôn. Các bác ạ, em mời các bác đón xem nha. Ông tướng đỗ xe mất nguyên một làn luôn, em mời các bác đón xem. Ơi chết tiệt, cái thằng chết tiệt này mày đang làm cái quái gì vậy hả? Tình huống này bác xe gắn cam hành trình chỉ biết ngồi im, chắp tay niệm Phật thôi, các bác à. Ôi ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Bố bán tải lắp quả đèn phanh trên cao, đi sau nhức mắt thực sự. Em mời các bác đón xem nha. Các bác xem video của em thấy hay, các bác hãy like và đăng ký kênh Giao thông nước Việt ạ. Ông đầu kéo chở cuộn sắt không chẳng buộc gì luôn, nguy hiểm thực sự, các bác ạ. Ai cứu bác VinFast kia với, để bác ý ngâm mình dưới nước hơi lâu rồi, các bác ạ. Cháy xe bồn rồi, các bác ơi. Xe công an giả cầy này, các bác.
nghe gì không? Hỡi em. Uầy, nhạc hay đấy. Kinh kịch kinh kịch kinh kịch hey, kinh kịch kinh kịch hey, kinh kịch kinh kịch hey. Điên vậy. Em ơi, đây nha, 14H này, 01031191 này, đi ngược chiều này. Không nói là còn thách thức. Rồi tao quay cái clip này lên. Bố đời Outland đơ đỏ đi cực mất dậy luôn. Ông thần này loi nhoi tạt đầu bắt xe gắn cam hành trình luôn. Em mời các bác đón xem à. Và đây là Polo Pilo. Polo Pilo ui, tình huống múa phải nói là cực gắt. Tháo cái đai giả thôi, đai giả, đai giả cắm vào. Cho tháo cái đai giả cắm vào. Hết trôi.